Thì kính thưa đại chúng, nhân quả rất là phân minh, không lầm lẫn được. Ở thế gian này chúng ta có thể lầm lẫn, tính toán sai nhầm, rồi là phán quyết sai lầm. Nhưng luật nhân quả thì tuyệt đối không sai lầm. Nó rất là phân minh, minh định rõ ràng. Tội là tội, phước là phước. Nghe không? Ông quan này tạo tội, ông phải trả cái nghiệp. Ông tu phước, tu bắt con trai có phước thì phước ấy ông được hưởng. Hai cái nó có thể bù trừ cho nhau, nâng đỡ nhau hoặc là giảm thiểu cho nhau. Đó. Nhưng mà nó rất là chuẩn xác, thưa đại chúng, không thể sai nhé. Trong các cái luật thì duy nhất có luật nhân quả là không bao giờ sai cả. Thì luật này không phải do con người làm ra. Nếu luật do con người làm ra thì có thể sai. Đấy, các cái luật trên thế giới này do người làm ra đều có thể sai và đều có thể phải điều chỉnh, phải sửa. Giống như luật của nhà nước chúng ta thế. Định kỳ quốc hội vẫn phải họp, vẫn phải điều chỉnh. Và vì nó vẫn còn những cái bất cập, xã hội nó thay đổi là phải sửa. Nhưng duy nhất có luật nhân quả từ vô thủy đến bây giờ không phải sửa gì cả. Luật nhân quả là rất công minh, rất rõ ràng, rất công bằng. Chính vì vì như vậy cho nên chúng ta phải biết quý trọng thời gian, quý trọng cái mạng sống làm người này để chúng ta tu tập. Đừng để khi mà ác nghiệp nó đến thì không chuyển kịp nhé.